chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Quyết chiến Tây Ba, Nguyễn Phú Trọng đại thắng. Trong cuộc họp kín vào ngày 9 tháng 1 năm 2021 vừa qua, theo tin tức tiết lộ thì tứ trụ đã được định đoạt và thông tin về nhân sự đại hội là tuyệt mật nên các báo của nhà nước không được phép đăng. Trên trang BBC Việt ngữ có bài viết rất đáng chú ý rằng Đại hội 13, ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc có thể là trường hợp đặc biệt. Thông tin này được xem như gần như chính xác, chỉ cần Đại hội 13 công bố nữa là xong. Như vậy là trong cuộc chiến tay ba, giành suất đặc biệt gồm có Nguyễn Phú Trọng, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Xuân Phúc, thì ông Nguyễn Phú Trọng đã giành toàn thắng. Tuy hai suất đặc biệt ấy dành cho ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Xuân Phúc, nhưng phần thắng chỉ có ông Trọng, còn ông Phúc tuy giành được suất đặc biệt, nhưng chiếc ghế mà ông Phúc dự kiến giữ sau Đại hội 13 là chiếc ghế Chủ tịch nước, hữu danh vô thực. Ghế này không thể sánh bằng ghế thủ tướng mà ông đã giữ từ Đại hội 12 cho đến nay. Còn ông Nguyễn Phú Trọng thì giữ nguyên chức Tổng Bí thư, chức cao nhất trong Đảng và là chức vụ có quyền lực nhất trong Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Và kết quả, người thất bại là ông Trần Quốc Vượng. Được biết, trong cuộc họp vào ngày 9 tháng 1 vừa qua, Bộ Chính trị đã đề xuất phương án đề xuất ông Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng ở lại tiếp tục trong nhóm tứ trụ sau Đại hội 13. Đến hội nghị Trung ương 15 sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 1 tới sẽ chính thức xem xét phương án tứ trụ và trường hợp đặc biệt trên 65 tuổi sắp xếp và chuẩn bị diễn ra tại Hà Nội. Và sau đó là công khai tại Đại hội Đảng lần thứ 13, đánh dấu chuyển giao lãnh đạo 5 năm một lần sẽ khai mạc vào ngày 25 tháng 1 và bế mạc vào ngày 2 tháng 2 năm 2021. Đây là hình ảnh đài BBC Việt ngữ tại Anh Quốc đã đưa tin về suất đặc biệt. Đến sát giờ này, dư luận ở Việt Nam đang bàn luận phương án mà có thể Bộ Chính trị sẽ trình ra cho Trung ương Đảng ở Hội nghị 15 để bỏ phiếu. Theo đó, có thể Hội nghị 15 sẽ xem xét và bỏ phiếu cho phương án 1 bao gồm Tổng Bí thư vẫn là ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước thì lại là ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng là ông Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội là Phạm Minh Chính. Phương án 2 để Hội nghị 15 xem xét có chút khác biệt là đảo ngược lại hai chức danh cuối, đó là Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội là Vương Đình Huệ. Và câu hỏi đặt ra là vì sao ông Trần Quốc Vượng lại bị loại? Thực ra, ông Trần Quốc Vượng là giải pháp thay thế cho ông Đinh Thế Huynh khi mà ông Đinh Thế Huynh tự nhiên bị biến mất khỏi chính trường một cách bí ẩn. Theo thông tin rò rỉ ra, thì ông Đinh Thế Huynh bị ông Trọng cho bệnh và hồ sơ bệnh án được cho rằng ông bị bệnh tâm thần và phải rút khỏi chính trường vào năm 2016 khi mà Nguyễn Phú Trọng ông kéo ông Đinh Thế Huynh về làm phó cho mình. Thì mục đích của ông là truyền ngôi cho ông này khi ông Trọng nghỉ giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, đến năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng thay vì truyền ngôi lại cho Đinh Thế Huynh, thì ông đã làm cho Đinh Thế Huynh bị mất trí và rời chức chính trường để ông tiếp tục ngồi ghế Tổng Bí thư đến hết nhiệm kỳ. Tương tự như vậy, ông Trần Quốc Vượng thay thế ông Đinh Thế Huynh để chờ ông Trọng truyền ngôi vào Đại hội 13. Nhưng cuối cùng, ông Trần Quốc Vượng nhận ra rằng đợi ông Nguyễn Phú Trọng tự rút lui là không thể. Ông ta còn rất tham quyền cố vị. Nhận thấy điều đó, ông Trần Quốc Vượng đã tách ra và chiến đấu với ông Nguyễn Phú Trọng cũng như Nguyễn Xuân Phúc để giành một suất đặc biệt. Tại Trung ương Đảng, ông Trần Quốc Vượng chỉ là nhân vật thứ nhì sau cái bóng của ông Nguyễn Phú Trọng. Vì vậy, khi ông tách ra làm một việc để cạnh tranh với chính ông Nguyễn Phú Trọng thì rất khó thành công. Hầu hết người ở Trung ương Đảng là người trung thành với ông Nguyễn Phú Trọng, sẽ không có nhiều người chịu theo ông Trần Quốc Vượng, và đó là lý do ông Trần Quốc Vượng có lẽ đã thất bại trong cuộc đua tam mã này. Hiện nay có hai luồng thông tin về cơ cấu tứ trụ. Ngoài bộ tứ trụ Trọng, Huệ, Phúc, Chính thì còn có một nguồn tin khác không đáng tin cậy bằng. Nguồn tin cho rằng bộ tứ là Trọng, Phúc, Huệ, Mai. Tuy nhiên, dù nguồn tin nào thì cũng không có tên ông Trần Quốc Vượng trong bộ tứ. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Vượng đã bị Nguyễn Phú Trọng loại bỏ. Theo quy định 244 về quy chế bầu cử trong Đảng, các hội nghị của Ban chấp hành Trung ương, các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do Bộ Chính trị đề cử, không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của Bộ Chính trị. Vì vậy, trước cuộc họp kín vào ngày 9 tháng 1 diễn ra, ông Nguyễn Phú Trọng đã áp lực cho các thành viên của Bộ Chính trị gạt bỏ tên Trần Quốc Vượng để ông loại bỏ người cấp phó đang muốn xoáy ngôi của mình. Và ông đã thành công. Hai người đã từng bị kỷ luật, đó là ông Hoàng Trung Hải và ông Nguyễn Văn Bình, bất ngờ ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng tìm kiếm sự nương tay. Trước Đại hội 13, ông Nguyễn Văn Bình và Hoàng Trung Hải
đang là hai tội đồ đang bị Nguyễn Phú Trọng kỷ luật. Nhìn cảnh Đinh La Thăng bị ông Trọng hành hạ từ 3 năm nay, ắt hẳn hai ông này cảm thấy rất sợ. Giải pháp tốt nhất là nịnh Nguyễn Phú Trọng để ông ta nhẹ tay sau đại hội lần thứ 13. Thế và lực của ông Nguyễn Phú Trọng trong cuộc họp kín ngày 9 tháng 1 rất mạnh. Biết được thế lực nào ở lại, hai người đang thất sủng là Hoàng Trung Hải và Nguyễn Văn Bình nhanh nhẩu phò ông Nguyễn Phú Trọng để kiếm sự nâng đỡ, ít nhất là sự nhẹ tay từ ông này. Phải nói hai người này là hai kẻ thức thời đúng nghĩa, rút kinh nghiệm từ trường hợp Đinh La Thăng, hai ông này chẳng dại gì chống ông Trọng. Khóa nào cũng thế, ngồi ngôi vua tập thể nhiệm kỳ 5 năm với đặc quyền đặc lợi rất lớn nên cuộc chiến bao giờ cũng rất khốc liệt. Được biết cuộc họp vào ngày 9 tháng 1 có hai nội dung vô cùng gay cấn, đó là chọn trường hợp đặc biệt và đề cử tứ trụ. Kịch bản lần này cũng khác so với các cuộc họp của Bộ Chính trị khóa trước, khi mà ông Trọng gây sức ép cho các đồng chí rút đi, còn ông thì nguyện vọng lại ở lại. Hôm đó, ông Nguyễn Phú Trọng có động thái ngược lại, ông xin rút vì lý do sức khỏe, yếu kém, mong những người khác hãy ở lại. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Bình và Hoàng Trung Hải, hai kẻ thức thời. Ông Trọng đã sắp xếp hết quân bài của mình. Ông muốn có người đề cử cho ông, chứ không muốn tự mình đề cử. Thế là Nguyễn Văn Bình và Hoàng Trung Hải chấp thời cơ, phát biểu mạnh mẽ, tha thiết yêu cầu ông Trọng ở lại để lèo lái con thuyền đất nước. Thế là không phụ niềm tin của đồng chí, đồng bào, mặc dù đã ở tuổi 77, gần đất xa trời, ông Nguyễn Phú Trọng đành ghi tên mình vào danh sách đề cử thượng đài so với tranh găng tứ trụ một nhiệm kỳ nữa. Phải nói đây là một kịch bản vô cùng hoàn hảo và cao thâm. Có thể sau cú nhây nhẩu này, tội của Hoàng Trung Hải và Nguyễn Văn Bình sẽ được xóa đi. Những mánh khóe của ông Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị trước cho cuộc họp khi việc bào chữa trong trường hợp quá tuổi, ông Trọng đã phân công các ủy viên Bộ Chính trị phe ông lập luận với các trường hợp trên thế giới rằng bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ ngoài 80 tuổi, tức là sinh năm 1940, còn tân Tổng thống Mỹ Biden 78 tuổi, sinh năm 1942. Tổng thống vừa thất cử Donald Trump 74 tuổi thì sinh năm 1946. Và cựu Thủ tướng Malaysia, ông Mohamed sinh tháng 7 năm 1925, từ chức vào hồi tháng 2 năm 2020 khi gần 95 tuổi. Và từ đó họ đã bao biện cho trường hợp đặc biệt của Nguyễn Phú Trọng. Trò buộc người khác để đề cử và bầu cho mình không phải mới, mà đây là năm 2016. Tại đại hội 12 cũng vậy, khi ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố rằng ông không ngờ lại được tín nhiệm bầu vào vị trí Tổng Bí Thư với số phiếu gần như tuyệt đối. Ông nói, tôi bất ngờ vì tuổi đã cao, sức có hạn, tôi cũng đã xin nghỉ rồi, nhưng với trách nhiệm của Đảng đã giao thì tôi là đảng viên phải thực hiện. Giao trách nhiệm cho chúng tôi rất lo lắng. Và hôm nay ông lại lặp lại y như trang bài cũ. Nếu ông Hoàng Trung Hải và Nguyễn Văn Bình không nhanh nhẩu thì cũng có người khác đề cử ông Trọng mà thôi. Mọi việc ông đã sắp xếp hết cả rồi. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng dùng lại chiêu bài cũ để giữ ngài. Kỳ họp nào cũng vậy, là cho kịch bản kịch rất kịch tính với việc bầu ra ông Tổng Bí Thư và 19 thành viên đầy quyền lực của Bộ Chính trị. Nhưng kịch tính với những thành viên khác chứ không kịch tính đối với trường hợp bầu Tổng Bí Thư. Bởi vì việc bầu chức vụ này đã được ông Nguyễn Phú Trọng lên kịch bản rõ ràng trước khi diễn ra cuộc họp. Với chiêu bài này, ông đã từng loại bỏ ông Nguyễn Tấn Dũng thì nói gì đến trường hợp của ông Trần Quốc Vượng hôm nay. Và cánh miền Nam đã trở nên thất thế. Kỳ họp lần này mang dấu ấn của vùng miền, ông Trọng đã loại khu Nam Bộ ra khỏi tứ trụ một cách thành công. Tỷ lệ áp đảo 11 trên 16 người miền Bắc so với 5 trên 16 người miền Nam. Trương Hòa Bình là người sáng giá cho chức Thủ tướng nhưng đã bị thua cuộc trước ông Vương Đình Huệ. Sau khi bị ông Nguyễn Phú Trọng dìm, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thì uy lực của ông giảm sút không phanh. Ông lại về sau cả Nguyễn Thị Kim Ngân và Nguyễn Thiện Nhân trong lấy phiếu tín nhiệm ở Ban Chấp hành Trung ương và tại phiên họp của Bộ Chính trị quyết đấu lần này. Vậy là xong, các ông bà Trần Quốc Vượng, Trương Hòa Bình, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thiện Nhân, Ngô Xuân Lịch, Tòng Thị Phóng, Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung Hải đã phải rút lui. Đây là hình ảnh ông Trương Hòa Bình, đại diện cao nhất của phe miền Nam đã bị đánh bật ra. Sau cuộc họp lần này, ông Nguyễn Văn Bình và Hoàng Trung Hải có đơn cam kết rút lui khỏi chính trường, từ bỏ giấc mộng tranh ghế thủ tướng. Đơn giản, họ không muốn mình là Đinh La Thăng thứ hai. Sau lần ủng hộ ông Nguyễn Phú Trọng tái cử, xem như hai ông này tạm yên về vườn mà không bị truy tố, như Đinh La Thăng đã là may mắn lắm rồi. Như vậy là sau nhiều hiệp chiến đấu, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn giữ được ngai vàng
và ông có thể hoàn thành giấc mộng đế vương của ông, tức là làm vua cho đến chết như ông Hồ Chí Minh và Lê Duẩn đã từng làm. Lần này, phe cánh miền Nam đã hoàn toàn thất bại trước phe miền Bắc, bởi phe miền Bắc có Nguyễn Phú Trọng điều khiển và có lý luận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021 với bản tin Quyết chiến tay ba, Nguyễn Phú Trọng đại thắng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.